Xin kính chào hết tất cả quý vị nha. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh mình nha. Quý vị ơi, mấy cái đống lúa này ngày hôm qua mới thu hoạch xong nữa quý vị. Cánh đồng này là cánh đồng ở Nhơn, xã Nhân Mỹ nha, chợ mới An Giang. Thì mấy cánh đồng này là chủ yếu là giống OM 34 quý vị. Thì cắt hờ ngày hôm qua. Hôm qua thì trời cũng không có nắng ha. Không có mưa, dịu mát, cắt cũng ok ha. Để hôm nay mình coi, mình theo dõi mấy cái đống lúa của mấy ông anh mình để coi bữa nay là có cái năng suất lúa như vậy là như thế nào ha. Cái giống OM 34 vụ này, vụ ở cánh đồng Nhân Mỹ này bị dịch gầy cánh trắng dữ lắm quý vị. Ok, có mấy anh thương lái vô coi mấy miếng lúa ha. Rồi, mời tất cả quý vị theo dõi clip mình nha, để coi lúa bữa này cần có nặng ký không quý vị ha. Đây là anh Mỹ quê mình theo quý vị ha. Đi khiên lúa ha. Khiên lúa gì ở đây trả nhiêu tấn anh Mỹ? 20.000 cứ 20.000 tấn ha. Ừ. Thì cũng như mấy chỗ khác. 20.000 tấn. Cũng gan 20. Ừ. Đầu mùa hồi đầu mùa giờ khiên nhiều chưa anh Mỹ? Đầu mùa giờ khiên mới được ngày qua. Ngày qua này à. Ừ. Hình như cánh đồng mình mới mở đồng phải không? Mới mở ngày qua. Vậy à. Thấy lúa nặng hơn anh Mỹ? Lúa thì không có năng suất. Không có năng suất hả? Mùa này quá trời thất. Do dịch gầy cánh trắng này dữ dội lắm mà. Ừ. Công hả, hôm gà anh kia là công được nhiêu ký anh Mỹ? Công có chừng công nhỏ chừng 400-500. 400-500 ký hả? Ừ. 500 ký thì cũng có lời được chút đỉnh. Giá này hình như giá này hình như bán 68 thì phải. OM 4. Không biết 67-68 chứ không biết. Vậy là công 400-500 ký hả, hôm gà anh kia ha. Xin báo thì Việt Nam. Giờ lúa đứng ta có 10 người mà lúa kia có 2 người không có bự sao ta? Ai bự cho được? Bớt vậy là bán không liên quan, nói 6.7 rồi bớt còn 6.5 hả? Cái nào đó mình còn 6.7 còn 6.5 rồi. Bên này tính bớt nữa. Tổng số ví dụ 10 người. Không bớt nữa nhưng mà giá đó nhưng mà cái là cũng như căn trước rồi này ta để trễ sao cắt để sao căn sao mà bớt gì thì ta cái gì ta cắt sớm rồi bỏ ra còn mình cắt để chậm nữa. Mà với cái giá cả thì ví dụ như mà có gì cũng bớt chút đỉnh, nhưng mà 200 đồng quá trời nặng. Mà lúa thị trường hiện giờ có bị sụt không? Có biết đâu, mình đâu có nắm được, nông dân mà không biết lúa đâu. Lúa là tâm bình mua 69, còn 6.5, 6.5. Còn 6.5 ha. Hiện giờ giá lúa thị trường hiện giờ nhiêu biết không? Nó sụt xuống trừ 200-300 đồng đúng không? Thì đó 69 nó còn 6.6. 69 còn 6.6. Còn mình đây 6.7 còn lại 6.5. Qua 6.7 còn 6.5. Vậy là nhất định là giá gạo nó có dao động không vậy nha. Cho nên lái mới xịt. 25 đồng. Ờ đúng rồi. Để gì bớt vô gần đừng có ra mấy cái đống lúa này coi như là giá lúc hợp đồng thì là 6.700 ha quý vị ha. Nhưng mà đến hôm nay căng thì thương lái xin hết 200 đồng ký nha. Còn sao nữa? Do là do mưa bão này nọ đó quý vị. Là chủ ruộng với lại thương lái. Kè tới lấy lúa anh ha. Kè này khoảng cỡ 7 ngoài tấn hay quý vị. Khoảng 70 tấn quý vị. Chưa thấy công đoàn tới quý vị. Đây nông dân dở lúa gà chuẩn bị căng nè. Đống lúa này của mình hả chị Nam? Cái này của chị nè. Vậy hả? Em qua được 10 bịch hả? 10 bao. 10 bao chắc cỡ ra 11 bao, hụt 11 bao. Hụt 11 bao hả? Vậy cũng ngon rồi. Ờ cũng được được. Bởi vì nó mới ngã bữa đám mưa giấc tối à. Mới ngã sớm thì thua. Chị có lý. 11 bao, 10 bao thì cũng được 500 mấy rồi. Nha, cái này chắc cũng được 500 mấy. 500 mấy. Có lời rồi. Thì đất nhà thì có lời chút đỉnh, đất mướn thì thua. Đất mướn thì lỗ. Lỗ. Lỗ tiền mướn. Lỗ tiền mướn. Như ông bác nãy, ông Năm nãy nói là đất ổng chắc khoảng cỡ tính 450 đi cũng đòi được 200 mấy chục ngàn không? Đấy, đất ổng đất nhà. Đất nhà. Ờ, mà em nghĩ đi, rồi bây giờ nhà nông dân này sao sống nổi. Ừ. 3 tháng rưỡi mà lợi ăn công có 200 mấy chục ngàn ha. Đi chợ 200 mấy chục ngàn là một ngày đó. Rồi. Một ngày thì đâu có đủ 200 mấy chục ngàn. Không đủ nữa, đám tiệc nữa là một ngày là có khi đột sức là phải 500 ngàn. Ừ. Mà công đất lại có 250 ha. À. Nông dân sao sống nổi. Đó vậy. Đó, quý vị thấy nha, nông dân ở cánh coi như ở cánh Nhân Mỹ
Nhưng Mỹ chợ mới này là coi như là thua ha. Thua. Bộ tới coi như là không có tiền đi chợ đó. Không tiền đi chợ nữa. Đấy. Giờ hạn chế lại đi ngày ăn từng hay sao? Hạn chế lại. Chứ giờ ngày nào cũng đi chợ hết. Nhà chị là đi chợ hồi sáng này là chị đương dâu chị là 400 ngàn. 400 ngàn. À, mua đồ ăn đặng mơ đi cắt lúa đó. Còn bình thường là một ngày 200 là thiếu đó. Ừ. Đó, quý vị thấy chi phí của người dân không? Đấy. Rồi tiền điện á, là chị xài là một tháng là 1.6 triệu. Tháng 1.6 triệu? 1.6 triệu. Ừ. Tiền nước á, có khi đột sức 200 mấy. Rồi. Rồi không biết ông dây có bể đâu không biết. Mà tháng mấy tháng này là còn 100 mấy đó. Dạ. Trời ơi. Quá trời, cái gì cũng chi hết á quý vị nha. Chị nói cưng tháng năm cưng ha. Mà ít là sống nổi. Không nổi. Không nổi. Mà ít gồm là sống không nổi. Không nổi đâu. Mằng lúa phải mằng thêm cái gì nữa. Cái năng suất lúa mùa này đó quý vị là lý do thấp như thế này là do là dịch gầy cánh trắng. Gầy cánh trắng. Trời ơi, vậy nhé. Trời ơi, miếng lúa trộn hỏi luôn. Nó nặng chi phí hỏi phân xạ ào ào vô hoài mà nó không phát. Không phát. Rồi tới chừng nó phát lên được cái chỗ thì nó ngã. Ờ. Rất là khó hay quý vị ha. Ngày qua cắt được là chị mừng dữ lắm, nó cưng tại vì là nó bị ngã rồi. Bữa trước chiều bữa trước là cắt không được, nước nó nằm tập tả luôn. Dạ. Rồi vì anh Năm mày mới canh nước ra rồi cái ngày qua nó gáo mới cắt được đó. Vậy ha. Ừ, chứ phải mà mua thêm đám nữa là sao cắt được. Đây là chia sẻ của bà chị mình ha quý vị ha. Người ta không đóng mà bắt mấy người ta làm mấy đó. Cái vườn ngoài vườn quảng đóng chắc lòi á. Thì không ạ. Chuẩn bị vô cần lúa ha. Ông cãi tiền điện ông đó, ông ngại nhiêu bây giờ lúa lời có 100 mấy 200 ngàn công rồi đủ cho tao biết. Lúa bây giờ là chủ yếu trung bình khoảng cỡ từ 200 đến 300 ngàn công mỗi gì vậy. Ông kia có sợ bay ha. Ừ. Đây. Đây mình coi thứ coi là cái mã cần coi là lúa này cái cần nặng như thế nào quý vị. Kẹt máy hả? Kẹt máy rồi, thằng Đông nó kẹt máy rồi. Đây quý vị bắt đầu cân ha. Thì mấy bao đầu tiên là 56 mấy không quý vị. Đây cân nặng rất có ha quý vị ha. Trời trời gõng con. Rất nặng. Nó quay tôi mạng ra, sao dạ anh nói chuyện gì? Cho nhà nước lên giá coi. Ừ. Quay cho nhà nước tăng giá lúa lên. Là 8.000, 8.500. Lúa thì số bao ít theo gì ha, nhưng mà số ký có gì theo nằm đâu? Bao nằm 6 ký. Quay cái áo quay nè. 546. Đây lúa miếng lúa này của ông chủ ruộng này thì có ký lắm không quý vị ha. Quý vị. Đấy. Lúa này có ký lắm quý vị ơi. 545, nếu trung bình chắc mỗi một bao khoảng được cả 55 ký đó quý vị. Mà ngắt bao không có. Chỗ bao thì không có nhiều. Bao không có. Còn có người 45 bao đó chị. Ở đây mình có 45 bao nữa hả? Còn có rồi. Có hả? Được sao có. Không hiện giờ thì đa số là 10 bao, 10 bao một công 1.000 mét vuông thì 10 bao không quý vị ha. 8 bao có rồi mà, 9 bao. Có 8 bao ha. 10 bao là cao nhất á. 10 bao cao nhất, 8 bao, 9 bao. Chứ chưa ai có 7 bao không các năm? Chưa có 7 bao ha. 8 bao rồi có. Thì có 4-5 bao à. Được sao 4-5 bao ha. Đây bà bác mình nói luôn. Sao tệ dữ lắm. Nói chung là đợt này là có năng suất hơn đâu quý vị. Mấy miếng đất này là ít bị ảnh hưởng. Năm mấy không có lý lắm. Cái bao này cũng đâu có lớn không á. 55 mấy.
năm bốn mấy không, này này nếu bộ đồng khoảng cỡ 53 được, 55 không tới, khoảng cỡ 53 vừa. Cái này 54 nhiều quá, 52 nữa kìa. Tử rồi cái vậy, mày nói nhiêu ký, mày bao nhiêu ký mày đứng im đi. 628 rồi để bằng lại coi, để bằng lại coi. Anh em nói bây giờ mình thử cần ha anh em ha. Đây 628 rồi đứng lên coi. Rồi lên đây. Rồi 63, 631 đây giữa căn nghiêng thấy không? Đừng mày ngồi xuống rồi, mày ngồi xuống rồi, mày ngồi xuống coi, mày ngồi xuống coi. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Đấy 628 đó bây giờ là 631 631 là nó lệch nhau là 300g thấy không? Đó 300g đấy anh em thấy không, cái cây căn này là hãng của chính tửng, là hãng cây căn này là cái căn cũng ấy nè, nếu mà để nghiêng là lệch lệch nhau là cho lệch cái rồi đó. Vậy là kiểm chứng, kiểm chứng đi nó, ta thử rồi để nghiêng cho nó nghiêng, nghiêng ít này nghiêng ít nè, mày ngồi cho nó nghiêng đi, cho nghiêng thoải mái, cho nghiêng rồi, rồi nghiêng đi đó, xong xong 31 đó chính nào không, này để nghiêng ít nè, để nghiêng nhiều đi, đôi khi nó nhảy cái này nghiêng ít, này nghiêng ít nè, 31 tao để nghiêng cho nó nghiêng qua nữa coi, nãy nghiêng nó nhiều, nghiêng 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 ba chân, ờ nghiêng ba chân, rồi rồi cho nó nghiêng gì đó gấp đó dịch chặt thử coi, ngồi nghiêng gì gấp một quanh đó nó lệch ra không, cái này có còn 62 à, là một ký luôn, ký luôn nghiêng một ký lô luôn đó, căn lúa là căn lúa là không bao giờ mà nó nghiêng, có khi đất lún đất không lún nữa, lệch cục gạch này ha, để nghiêng lệch cục gạch nhỏ này ha, thấy không, ví dụ để lệch là cây căn nó sẽ lệch liền đó quý vị, bây giờ bởi vì kiểm chứng ngay trước mặt của quý vị coi nha. Đấy đây là quay phim lại cho quý vị coi luôn cây căn này nè, ví dụ cây căn đồng hồ nó đã đọc cái chỉ có đọc sai thôi, còn cây căn này là sai mình không biết luôn nè. Đấy đó là cái mình thử, mấy anh em mình thử từ cây đằng mồi trước mặt có vậy luôn ha, để nghiêng là nó sẽ lệch liền, nó mất số ký, còn để nghe bằng thì nó rất là chính xác ha. Đấy không chào cái đống lúa bên đây quý vị, thì cái căn nặng nó không như đống lúa trước ha. Đấy nó nằm hàng 4 nhiều quá, 49 495 đấy 486 nhẹ hơn đống lúa đầu á, 494 47 hàng 4 không à, 492 này là Quân Bình là 517 Quân Bình chắc không tới 50kg quá quý vị, bao lỏng quá, 487 con gái là bổn phận con kèo tới đây đó, muốn kèo bà giò làm cua lúa này xuống ghe thì lúa cũng ráo hay gì vậy, nhưng mà chắc do tình hình giá lúa sụp á nên nông dân giảm cho thương lái hết 200 đồng ký. Bốn ngàn mét vuông ha, 14.000 mét vuông thì được có 6 tấn 3 thôi quý vị, thì tương đương 1.000 mét vuông với năng suất khoảng cỡ 450 kg ha, giống như ông bác mình hồi nãy nói ha, được 450 kg thì tương đương khoảng được 6 ngày thì khoảng 2.9 mấy đó quý vị, thì 1.000 mét vuông vậy nếu mà vốn là 2.7 đi quý vị, thì tại vì mùa này ông bác mình bằng chi phí hơi nặng đó thì nó lại cũng được 200 mấy chục ngàn 1.000 mét vuông ha. Quý vị ha, 1.000 mét vuông thì được 450 kg thì tương đương có 2.9 mấy vị, trừ ra thì nếu mà chi phí mùa này 1.000 mét vuông thì chi phí cho khoảng cỡ 2.7 đi quý vị, còn cũng được 225.000 trên 1.000 mét vuông ha, với cái lợi nhuận đó thì nông dân vô cùng chật vật trong cuộc sống những tháng tiếp theo không quý vị ha. Đây còn dài dài kia nữa, có một số thì đỡ hơn quý vị ha, 500-600 thì năng suất sẽ tăng lên, giá thành thì nó sẽ có lợi nhuận hơn, do ông bác mình cái chi phí mùa này ông sửa đất này kia nữa, với lại do là tình hình dịch bệnh nhiều đó quý vị, thành ra cái chi phí nó đội lên, mình cho khoảng có 2.7 đi quý vị, 2.6, 2.7 gì đó. Đấy thì cái lợi nhuận mười mấy công này thì coi như gia đình sống hơi chật vật thôi quý vị ha. Đấy.
con là vật tư không mà 2.7 hả? Ừ, 2.2. Vậy là nãy giờ mình tính 2.7 là hơi hố nha quý vị nha. Là vật tư không là 2.2. 2.2. 2.7. 2.7. 2.7 đi, quên 2.7 đi. 2.000, coi như 2.000. Ừ. Thì các cái kia chắc cũng cỡ 8-900 nữa. 8-900 gì dạ giống giờ nhiêu rồi? Dạ. Tính thử coi. Sới coi nhiêu rồi? Sới 140 dạ giống là 300 nghìn nè. Tôi bấm tính luôn nè. Là 440. Dạ giống 300 nè. Dạ giống 300. 1.000 mét vuông là mình xả giá giống là 300.000 nè. Rồi. À, rồi cái gì? Cắt 250 nè. Cắt 250, 250. Rồi. Tiền sới 150 nè. Tiền sới 150. Tiền chạc 50 là 50 nè. Cộng 50. Cộng tiền mướn đất. Không, không, mình nó đất nhà đi. Đó còn dầu. Không phải mà ông tính, ông tính luôn tiền mướn là nước rồi 100.000 nữa đây. 100.000 đi, cộng thêm 100.000 đi. Chào bơm nước 100.000 đi. Là 850 cộng với 2 850 cộng bằng 850 cộng với 2.2. Ồ mà thủ 3 triệu đó. 3 triệu. Vậy là 2.2. Ủa 3 triệu. 3 triệu 50. 3 triệu 50. Ừ. Đấy. Là 3 triệu 50 phải này đây là nông dân nói nghe quý vị chứ mình nãy giờ mình tính hào hào 2.7 là không chính xác ha. Là nông dân tính là hiện giờ là 3 triệu 50 như vậy là ông bác mình ông lỗ vậy được bao nhiêu công nha. Thì là tính nãy là ổng 450 kg quý vị. Bây giờ mình tính thử ha. 450 kg mình nhân cho 650.000 6.500 thì nó có 2.9 mấy à, bằng 2.9 mà trừ cho cái chi phí hiện giờ anh em mình tính đây là 3.050. Lỗ đây. Tính rồi. Chưa tính được tiền là lỗ 125.000 một công quý vị, 1.000 mấy dương là lỗ 125.000 đó. Đây là mấy anh em nông dân ở đây người ta sản xuất người ta nói nha. Ở cánh đồng thuộc xã Nhân Mỹ Chợ Mới An Giang nha quý vị nha. Đây. Là chi phí là mấy anh em đây bằng thực chiến luôn ha. Đấy. Rồi ông bác hồi nãy là ổng năng suất ổng có chỉ có là 450 kg thôi, tại vì 14.000 mét vuông mà có 6 tấn 3. Thì nó có tương đương có 450 kg à. Còn một cái nông dân hồi nãy là được 600 kg. Bây giờ mình tính thử cái 600 kg mà để cái chi phí là 3 triệu mấy ha. 600 kg này quý vị mình nhân cho 6.500 đồng. Là bằng 3 triệu 9. 3 triệu 9 mình trừ cho 3.050.000 còn lại được 850 quý vị. Bán đồ mà đất nhà là công bán lại được 850. Nếu mà 600 kg thì là được 850.000, còn ai mà 500 với 400 kg hay là lỗ 450 kg nãy lỗ 125.000 đấy, do là cái hậu quả của dịch kỳ cánh trắng tại cánh đồng xã Nhân Mỹ Chợ Mới An Giang thôi vậy. Còn đây là tính toàn bộ là tính trên đất nhà hết ha. Đây là trước mặt quý vị là mấy nông dân ha, còn tính cho đất nhà không đó nghe. Còn nếu đất mướn ha, mỗi một công mướn là mùa này là nhiêu ta? Trong 1 triệu. Không tới. Thì tính coi 3 triệu chia là 3 mẹ 4 triệu rồi. Bây giờ coi không 700 đi. 700. Thì lỗ được 700 luôn. 700 à, 700 à. Nếu mà ai 600 thì có thể lời được 150. Hỏi không nghe đất 3 triệu công bà 3 vụ ông tính chia nhiêu? Ủa 2 vụ. Không, vụ Đông Hưng là ra mắc hơn ơi, vụ Đông Hưng gắt hơn ơi, vụ 3 ấy hơn. Gắt hơn ông tính tiền bơm nước vô. Nếu mà còn tiền bơm nước nữa chứ. Còn tiền bơm nước vụ 3 này nữa. Mấy ông mạng ông tính ông công hết 700.000 công. 700.000 công đi. Coi như 700.000 công thì nếu mà 600 kg thì lời được 150 à. Nãy mà mình lỡ lời 850 700 thì còn lên 150 à. Còn nếu ông nãy mướn cái nữa là lời gần cái triệu bạc không? Kiếm công vài trăm ngàn đó. Ờ đâu coi nãy ông lỗ hết 125 mà cộng thêm 700 ông lỗ 825 nếu mà mướn rắc nữa. Đấy tình hình cắt lúa ở cánh đồng trả Nhân Mỹ quý vị ha. Đấy. Quay bà đó kia hỏi bác coi bác bán ok không nghe bà lại. Không quay lúa cứ độ mà quay mấy thằng ngồi. Tiền cơm tiền cá sao ta? Ờ quên. Anh tính tiền đó mà quên vụ mình tiền mướn nhưng bắt năm mướn là lỗ nữa. Thì ông bắt năm ông lỗ như vậy, ông lỗ là 125.000 mà ông cộng thêm tiền mướn 700 nữa là ông lỗ 825.000. 825.000 chưa tính tiền xịt. Không tính tài xịt chỉ chạy. Không quá mình cái mình hả? Mua ăn làm mướn như công làm xịt giấy phân dưới xịt lúa đó. Ừ. Tiền giải phân xịt lúa nữa hả? Ừ. Là nó chưa cãi nữa đó. Công 2 xị nữa ha. Ra nữa. Ra cả triệu bạc rồi. Lỗ triệu mấy luôn rồi, lỗ như tính gì lỗ triệu mấy luôn rồi. 15, nông dân coi như là đủ kiểu. Tiền lỗ mà bữa nay lúa giờ đem vô cắt hợp đồng là bài 6.000 6.700 mà bán ra tới thời cân nó bớt xuống còn có 6.500 rồi. Hỏi mấy nhà nước có cái dịp nào hỗ trợ không? Nhà nước hỗ trợ cho ông một cái cù chỏ. Lên tiền để bao nữa, lên tiền để, bơm nước nữa. Bơm nước mùa nãy nhiêu? 18. 18 mùa gọi nhiêu? 16. Sao hỏi bây giờ mấy ông chính quyền ở xã Nhân Mỹ thấy nha.
nông dân bây giờ làm lỗ đó, bây giờ mấy ông làm sao tính tiền đê bao bây giờ bơm nước bây giờ bớt cho nông dân bây giờ còn 100.000 thôi, 100.000 chịu không? Còn 100 gửi được hả? À, nguyên vọng nông dân 100 gửi không? Tính 100.000 phải không chịu? Quay mấy ông này quay mấy tay. Ấy anh sao anh nguyện vọng bơm nước, ý vậy anh muốn nhiều anh tâm né. Nói đi chứ, trên đây ta coi nhiều lắm đó. Bây giờ mấy giờ mà có mà giờ sao không biết chứ, bây giờ cái vụ mà là 180 là không có xạ rồi đó ơi. 180 nghỉ hả? Bây giờ hiện giờ có ai nghỉ xạ chưa? Có ai ý định nghỉ xạ chưa? Nhóc luôn. Thì 180 là ta nghỉ xạ ha. 180 nghỉ xạ đó ơi. Bây giờ khoảng có 100 mấy anh xạ được nè. Bây giờ kêu giờ mà bạn với tổ này nước là thì y giá cũ. Y giá cũ là 160 ha. Bây giờ lúa thắt không mà bớt xuống 140 hay 130 gì đi, 160 gì, 100 được rồi. Đây là tình hình trước mắt của anh em nông dân ở Nhân Mỹ, Chợ Mới, An Giang thôi nha. Không? 3 tháng này mình lỗ cái phải không? Là 3 tháng rồi mình ăn, cái tiền ăn 3 tháng rồi một cái, đúng không? Bây giờ chuẩn bị tiền ăn tiếp 3 tháng tới là tổng cộng 6 tháng. Mà 6 tháng chưa xong đâu, ví dụ cái lộ mùa tới mà nó ăn nó có lời, nó trả được 6 tháng này á, thì 3 tháng tới là tiếp tục tính tiền ăn nữa. Là nó tới 9 tháng lận, mà phải mấy tháng tiếp theo mới là vụ tiếp theo phải có ăn nha. Mà không có ăn là còn lỗ tiếp tục nữa. Còn không có tiền ăn nữa. Đó chứ không phải là nó mùa này không. Dạo ba thiệt đi lúa cầm ngàn tấn lúa lỗ có tỷ nhiêu. Lấy lúa được trên gì đó đậu thôi. Nó chơi thường lái nên... Chơi anh em là lúa 23 nè, tôm 20 kg phân hả? Anh em là nói tuyên bố bằng lúa 23 đây theo gì ha, tiếp tục căng lúa nữa quý vị ơi. Thì một số nông dân ở đây mình căng trước thì có người được 600 mấy, có người 400 mấy ha. Chi phí thì mấy anh em nông dân chia sẻ cho mình ha, biết chi phí ha. Mình tính nãy 2.7 triệu nhưng mà chi phí dọc lên tính kỹ ra thì chi phí mùa này quá nặng quý vị. Tới 3 triệu mấy trên 1.000 mét vuông, thành ra là rất là nặng. Phải nói chi phí này là cực khủng luôn á quý vị. Do dịch gầy này nọ ha, dịch hại quá nhiều, thành ra chi phí nông dân bắt buộc phải đầu tư để gỡ vốn ha. Nhưng mà có một số nông dân thì gỡ vốn không nổi quý vị ha. Bắt buộc phải lỗ đất nhà mà lỗ, tính ra lỗ cũng mấy trăm ngàn trên ngàn mét vuông ha. Rồi video quay cảnh thu hoạch lúa, căng lúa của nông dân xã Nhân Mỹ Chợ Mới đến đây kết thúc ha. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo trên kênh của mình ha. Bye bye hết tất cả quý vị ha.